trình mở rộng đường Nguyễn Hoàng tại cái vị trí cuối cùng gần cái ngã ba Nguyễn Hoàng Hà Hoàng Hổ thì hôm nay cũng đã được thi công trở lại. Ở đây thì đã được giải phóng mặt bằng rồi, nhưng mà cũng còn một cái đoạn cuối là khoảng 3-4 căn gì đấy vẫn chưa giải phóng được mặt bằng, coi như giải phóng tới đâu là thi công tới đó. Bây giờ là 7 giờ 30 phút sáng của ngày mùng 7 tháng 9. Khi mà thành phố Long Xuyên và toàn tỉnh An Giang đã quay trở lại áp dụng chỉ thị 15 sau đúng 1 tháng 26 ngày đây, 1 tháng 26 ngày, tức là vào ngày 11 tháng 7 thì tỉnh An Giang áp dụng chỉ thị 15 và sau đó chỉ 3 ngày là nhảy ngay lên chỉ thị 16. Bây giờ thì ta sẽ xuất phát từ cầu Tôn Đức Thắng để xem tình hình và người dân ở thành phố Long Xuyên sẽ phản ứng với cái chỉ thị 15 này như thế nào. Trước khi lên cầu Tôn Đức Thắng thì mình cũng đi qua chợ Bình Khánh ở cái cổng phía Nam ấy, thì thấy cổng phía Nam thì cũng được rào cũng chắn, tức là cái việc mà kiểm soát phiếu đi chợ vẫn được thực hiện một cách rất là nghiêm túc để giãn cách cái số lượng người đi chợ. Đây là cầu Tôn Đức Thắng thì hơi vắng vẻ một chút nhưng mà vẫn đông hơn là khi mà áp dụng chỉ thị 16. Cầu Tôn Đức Thắng thì sắp tới có khả năng là phải bắc cầu đôi thì nó mới tương xứng được với cái đường Nguyễn Hoàng, là một cái con đường đẹp nhất của thành phố Long Xuyên. Tuy nhiên thì con đường này cũng chưa được hoàn thiện bởi vì cái phần cuối nơi mà giao nối liền với ngã ba đối với đường Hà Hoàng Hổ thì vẫn còn một đoạn khoảng 100 mấy 200 mét là chưa thi công và vẫn như là một cái nút thắt, bởi vì là cái công tác mà giải phóng mặt bằng là tương đối khó khăn. Bây giờ thì lát nữa chúng ta sẽ đến cái khu vực đó xem là như thế nào. Và đây là gần tới cái giao với đường Hà Hoàng Hổ và đường Hà Hoàng Hổ và đường Nguyễn Thái Học nhỉ, đúng rồi, đường Nguyễn Thái Học nối dài, nơi mà có cái cây cầu Nguyễn Thái Học rất là đẹp, mới được khánh thành cách đây mấy tháng, tức là vào ngày mùng có phải là 19 tháng 5 à 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 đúng rồi, 30 tháng 4 và 1 tháng 5 thì cái cây cầu Nguyễn Thái Học cũng là một cái địa điểm, một cái điểm nhấn của thành phố Long Xuyên, tương đối là đẹp, đã được khánh thành vào ngày 30 tháng 4 và 1 tháng 5, đúng là ngày 1 tháng 5. Và đây là cái công trình đang mở rộng cái đường Nguyễn Hoàng ở cái đoạn cuối đây, nó đã được thi công rồi. Nếu mà được thi công xong hoàn chỉnh thì đường Nguyễn Hoàng hứa hẹn sẽ là một cái con đường đẹp nhất của thành phố Long Xuyên. Nó gần như là một cái đại lộ, mặc dù nó ngắn thôi, chỉ kéo dài từ cầu Tôn Đức Thắng cho tới đường Hà Hoàng Hổ. Và lộ trình của chúng ta thì bây giờ sẽ lên Hà Hoàng Hổ quẹo tay trái để ra ngã tư đèn Bốn Ngọn. Cái khu vực mà đường Hà Hoàng Hổ này thì cũng là cái khu vực mà tương đối là sầm uất, đông dân cư. Cái vị trí mà có trường đại học An Giang, có bệnh viện trung tâm đa khoa An Giang là cái nơi mà tập trung rất là đông người và cũng là những cái địa điểm, cái vị trí có những công trình rất là quan trọng của thành phố. À, có một cái điều đặc biệt ngày hôm nay đấy, thì không biết là từ nãy giờ thì mọi người có để ý không, thì mình xuất phát từ bên phường Bình Khánh qua bên đường Nguyễn Hoàng và bây giờ thì là tới đường Hà Hoàng Hổ rồi, nhưng mà trên các cái trục đường này thì không hề có một cái chốt kiểm soát nào hết. Rõ ràng đây là một cái sự khác biệt giữa chỉ thị 15 và chỉ thị 16. Mình cũng đã để ý hai bên đường thì hôm nay các cái hàng quán đã mở cửa lác đác rồi,
Ngoài những cái quán cà phê hay là quán bán đồ ăn, bán hàng mang đi đấy, thì bán hàng mang đi thì những cái cửa hàng bán quần áo, thời trang hay là những cái cửa hàng bán vật liệu xây dựng, máy móc thì cũng lác đác cũng mở cửa. Người ra đường khi mà áp dụng chỉ thị 15 thì đông hơn so với chỉ thị 16, và tất cả mọi người thì vẫn đeo khẩu trang, nhưng mà mình nhìn qua được cái ánh mắt của họ đó, thì thấy ánh lên được những cái niềm vui, những cái niềm phấn khởi, bởi vì là sau gần 2 tháng rồi bắt đầu áp dụng chỉ thị 15, thì sau đó vài ngày là áp dụng chỉ thị 16, thì mọi người ở nhà đã quá lâu rồi, cứ chỉ thị 16 10 ngày 15 ngày xong lại kéo dài và 3-4 đợt như vậy rồi, thì tất nhiên là mọi người thì cũng hưởng ứng để mà chống dịch, tuy nhiên là nó cũng vẫn có một cái sự mệt mỏi, cái sự chán chường nhất định khi mà ở trong nhà suốt ấy, không được đi ra ngoài thì nó tù túng và nhiều người còn bị trầm cảm nữa, đấy là sự thật. Khi thành phố Long Xuyên và toàn tỉnh An Giang quay trở lại áp dụng chỉ thị 15 thì nó nói lên một cái điều rằng dịch bệnh thì vẫn còn phức tạp, diễn biến khó lường, cho nên là vẫn phải áp dụng chỉ thị 15. Tuy nhiên là chuyển từ chỉ thị 15 sang chỉ thị 16 về chỉ thị 15 thì có nghĩa là cơ bản thành phố Long Xuyên và toàn tỉnh An Giang đã kiểm soát được dịch bệnh và không để cho dịch bệnh mà diễn biến mà phức tạp hơn nữa. Tuy nhiên là ở các cái địa phương mà có cái màu đỏ về dịch tễ đó, bản đồ dịch tễ mà được sơn màu đỏ, tức là các cái địa phương mà có cái nguy cơ lây nhiễm đặc biệt cao đó, thì vẫn phải áp dụng chỉ thị 16, tức là áp dụng một cách cục bộ ở các cái địa phương mà có nguy cơ lây nhiễm cao, và thậm chí còn phải áp dụng những cái biện pháp mà cao hơn cả chỉ thị 16 để mà khống chế dịch bệnh. Cho nên là mặc dù là áp dụng chỉ thị 15 đại trà, nhưng mà mọi người thì vẫn được khuyến cáo là không nên ra đường, chỉ ra đường trong những trường hợp thật cần thiết và thực hiện nghiêm túc các cái khuyến cáo của Bộ Y tế, tức là khuyến cáo về 5K cũng như là các cái khuyến cáo khác. Bây giờ thì mình đang đi vào đường Nguyễn Trãi, một bên là trường trung học phổ thông Long Xuyên, và bên kia là trường tiểu học và trường trung học cơ sở Châu Văn Liêm, trường Nguyễn Trãi. Thì trong khuôn viên của trường thì không thấy có học trò, tức là đã khai giảng trực tuyến vào cái ngày 5 tháng 9 rồi, nay là mùng 7 tháng 9, thì có lẽ là học sinh thì vẫn đang học trực tuyến online thôi, và mình đoán là có khả năng phải hết tháng 9 khi mà tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát tốt hơn, thì lúc đó là các em học sinh mới được tới trường học trực tiếp. Đường Nguyễn Trãi ở cái phía bên tay trái đấy thì hầu hết các cái cửa hiệu, cửa hàng cửa hiệu thì vẫn là đóng cửa bởi vì nó bán những cái đồ không thiết yếu. Tuy nhiên là khi bây giờ thì đầu đường Hai Bà Trưng này rồi vào gần tới cái trung tâm, cái chợ trung tâm, thì các cửa hiệu mở cửa tương đối là dày hơn, hai bên là mở cửa tương đối là dày, trong đó có các cái cửa hàng, các cái shop bán quần áo cũng đang mở cửa, rồi bán đồ máy, rồi bán cà phê mang đi, đồ ăn á, đồ ăn sáng. Bây giờ thì nó đang vào buổi sáng mà gần 8 giờ rồi đấy, và các cái sạp bán trái cây, bán bông hoa, thì hôm nay là ngày mùng 1 của tháng 8, 8 là trung thu rồi, gần tới trung thu rồi. Và tất nhiên thì năm nay thì bán bánh trung thu thì không được sôi động lắm, mỗi năm là
trước Trung Thu là người ta đã mở các cái cửa hàng, dựng lên các cái kiosk để bán bánh Trung Thu cả tháng, cả 2 tháng trước, nhưng mà năm nay thì không, bởi vì vẫn còn đang áp dụng chỉ thị 15 mà. Tới đây thì mình xin được kết thúc video. Bây giờ thì cũng đang ở vị trí trung tâm chợ lớn Long Xuyên rồi. Đây là cái nhà lồng chợ rồi. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi, ủng hộ. Thank you. Bye bye. Hẹn gặp lại ở các cái video tiếp theo. Thank you. Bye bye.